Đây là một con thủy quái biết nói tiếng người. Nó biết mô phỏng con người nói chuyện, thường xuyên gào thét tên của con người trên sông. Khi bạn tò mò muốn đi tìm hiểu, thì bạn đã rơi vào cái bẫy của chúng. Chết sẽ là điều mà bạn không cần phải nghi ngờ. Dân làng không còn cách nào khác để giữ được bình an, nên đã đem một cô gái trẻ đẹp trong làng hiến tế cho thủy quái. Không ngờ nó lại gây ra thảm họa. Câu chuyện xảy ra trong một thôn nhỏ bao trùm nỗi sợ hãi. Hôm nay, thủy sinh và cha đang bắt cá ở trên sông, thì bỗng nghe thấy âm thanh của tàu ma đang liên tục gọi tên của cậu bé. Thủy sinh thấy một bóng đen hiện qua làn sương mù ở trên mặt sông. Cậu bé rất sợ, muốn cha đưa về nhà, vì người già trong thôn đã từng nói trên sông có thủy quái đều là người chết biến thành. Nhưng cha mắng cậu bé là con quỷ nhát gan. Đột nhiên, lưới câu cá bị cái gì đó mắc vào. Cha đã trực tiếp nhảy xuống sông kiểm tra lý do. Kết quả phát hiện chỉ mắc phải rong nước. Lúc đó, một cái gì đó đã bơi rất nhanh về phía này. Thủy sinh vội vã bảo cha lên bờ. Cha thấy trong nước đang nổi bong bóng. Ông ấy cầm cái xiên cá lên và phi thẳng xuống dưới. Không ngờ xiên lên được một con cá chép không đầu. Hai cha con vô cùng sợ hãi. Khi hai cha con vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên chiếc thuyền bắt đầu di chuyển rất nhanh. Thủy sinh trực tiếp bị hất văng xuống thuyền. Cha vì cứu thủy sinh bị thứ gì đó lôi vào trong nước. Rất nhanh trên mặt sông xuất hiện mấy thi thể không đầu. Thoáng một cái 10 năm đã trôi qua, thủy sinh cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng câu chuyện 10 năm trước đã khiến anh ta trở nên lầm ly và hèn nhát. Hôm nay, đại tráng trong thôn nhặt được một con cá chép ở bên sông. Sau khi tam thúc công nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ấy bảo đại tráng mau thả con cá này đi, vì lão tổ tông đã từng nói, gặp cá trên bờ nhất định đừng đi nhặt, không thì thảm họa sẽ xảy ra. Không ngờ buổi chiều hôm đó đã xảy ra chuyện, một ngư dân trong thôn đi bắt cá, không biết tại sao lại chết ở trên bờ. Cảnh tượng giống y hệt 10 năm trước. Tam thúc công kinh hãi sau khi xem, trong miệng kêu lên không ngừng, thủy quái gia gia lại quay lại rồi. Vì an ninh trong thôn, tam thúc công quả quyết giống y hệt như 10 năm trước, chọn ra một cô gái xinh đẹp nhất trong làng, sau đó hiến tế cho thủy quái gia gia. Đồ tể trong thôn cuối cùng không chịu đựng được, ông ta mắng tam thúc công cậy già lên mặt. 10 năm trước chính vì ông ta đã làm mất mạng của một người một cách vô ích, hóa ra chẳng được tích sự gì. Không ngờ hôm sau, con trai của đồ tể, khi lục sinh đã chơi súng cao su ở bên sông, đột nhiên con vịt trên sông bị cái gì đó cuốn vào trong nước. Lục sinh tò mò xuống sông đi mò, nhưng mò được một cái đuôi đáng sợ. Buổi tối, đồ tể phát hiện không thấy con trai đâu nữa. Tất cả mọi người trong thôn đốt lửa đi tìm, cuối cùng phát hiện lục sinh chết ở bên sông. Đồ tể đau khổ khóc lóc thảm thiết. Để trừ bỏ sự phẫn nộ của thủy quái gia gia, tam thúc công quyết định hiến tế gia súc cho thủy quái. Đồ tể thấy con trai yêu quý của mình bị thủy quái hại chết, bây giờ còn cá lớn thịt lớn hiến tế cho thủy quái. Ông ta phẫn nộ xông vào lễ hiến tế, một chân lật đổ khỉ nước. Tam thúc công vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ xuống dưới đất xin thủy quái bớt giận và bảo mọi người trong thôn lôi đồ tể đi. Nhưng đồ tể vẫn chưa nguôi giận. Sau đó, ông ta ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, cầm theo thuốc nổ chạy xuống sông bắt thủy quái. Kết quả thủy quái không xuất hiện, ông ta bị tam thúc công trói lại. Ban đêm, đồ tể nghe thấy có động tĩnh ở ngoài cửa. Lúc đó một bóng đêm lướt qua, vẫn chưa đợi đồ tể kịp phản ứng lại, đã bị thủy quái bắt lấy. Hôm sau, khi con gái Hương Lan mang cơm đến cho đồ tể, mới phát hiện cha sớm đã chết rồi. Tam thúc công nói nhất định là đồ tể đã làm thủy quái gia gia giận dữ. Nếu như không để thủy quái gia gia bớt giận, thì tất cả mọi người trong thôn đều sẽ gặp tai họa. Vì vậy, phải nhanh chóng tìm được một cô gái xinh đẹp hiến tế cho thủy quái. Tất cả mọi tai họa đều ập đến với đồ tể, đó chính là cha nợ con trả, chuẩn bị đem Hương Lan hiến tế cho thủy quái. Em trai của Hương Lan và bố đều liên tiếp chết trong tay thủy quái. Hương Lan che đậy sự quyết tâm nhất định phải báo thù cho họ. Thủy sinh luôn yêu thầm Hương Lan đã kiên quyết phản đối, vì anh ta đã từng tận mắt nhìn thấy thủy quái. Anh ta cảm thấy Hương Lan đi báo thù chẳng khác nào đi tìm đường chết. Tam thúc công bảo mọi người kéo thủy sinh lại và quyết định 3 ngày sau tổ chức nghi lễ hiến tế. Ban đêm, thủy sinh đến phòng củi, anh ta chuẩn bị đưa Hương Lan chạy trốn, nhưng Hương Lan không muốn bỏ đi, cô ta kiên quyết phải thay cha báo thù. Sự kiên quyết của Hương Lan làm trái tim thủy sinh đau nhói, vì 10 năm trước anh ta tận mắt nhìn thấy cha chết trong tay thủy quái. Anh ta lựa chọn trốn tránh, không muốn đối diện với nó. Anh ta cảm thấy mình không thể hèn nhát mãi như thế này được. Sau khi về nhà, anh ta lấy ra bản vẽ của cha năm đó, tự tạo ra rất nhiều vũ khí, chuẩn bị đánh một trận với thủy quái. Hôm làm lễ tế cho thủy quái, Hương Lan khoác trên mình bộ giá y màu đỏ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, bị hai đạo sĩ đẩy ra sông. Đúng lúc đó thủy sinh khởi động chiếc tàu rách lao tới. Anh ta nói với mọi người, thủy quái không phải là thần, mà là một con khỉ nước có sức mạnh vô cùng lớn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì có thể giết chết được nó. Rất nhanh mọi người đã bị thủy sinh thuyết phục, quyết định cùng nhau chống lại khỉ nước. Bọn họ đem gà treo trên dây xích để làm mồi câu, thu hút thủy quái hiện thân. Rất nhanh thủy quái đã mắc câu, dây xích nặng nề nhanh chóng đã có động tĩnh. Bạch Tiêu không nghe lời khuyên can, nhảy xuống tìm hiểu, không ngờ lại bị thủy quái ăn thịt. Rất nhanh thủy quái đã hiện thân, nó nhảy lên trên không trung, nó nhẹ nhàng lướt trên mặt nước nhảy lên thuyền. Không ngờ con thủy quái này lại biết võ công, hơn nữa nó còn là cao thủ.
Rất nhanh em trai của Bạch Tiêu cũng bị thủy quái lôi xuống nước. Mọi người trợn trừng mắt nhìn thấy Hắc Tiêu bị ăn thịt. Cuối cùng, dưới sự bao vây của mọi người, cuối cùng đã bắt được thủy quái. Không ngờ sức lực của thủy quái rất lớn, dãy dụa thoát ra khỏi lưới câu. Buổi tối thủy sinh tính toán thủy quái sẽ lên bờ báo thù. Anh ta đã bố trí các tầng lớp cơ quan. Ban đêm thủy quái quả nhiên đã lên bờ tìm thủy sinh báo thù. Nó xuyên qua cửa sổ nhìn thấy thủy sinh, thủy quái phá tan cửa sổ xông vào. Không ngờ chỉ là một người rơm, thủy quái tức giận phá tan thành người rơm. Thủy sinh nhân cơ hội đó khởi động cơ quan. Sau khi trải qua một trận đấu kịch liệt, thủy quái chính thức rơi vào lồng sắt. Mọi người trong thôn biết được đã bắt được thủy quái, cầm đèn dầu bao vây xung quanh, đều muốn nhìn con thủy quái ăn thịt người này. Bọn họ quyết định thiêu chết con súc vật này để báo thù cho những người dân đã chết. Nhưng Tam Thúc Công sống chết không đồng ý. Ông ta nói ai dám động vào thủy quái ra thì hãy thiêu chết ông ta trước. Ông ta còn trách mắng thủy sinh, nói anh ta làm như vậy sẽ hại chết cả dân làng. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể tổ chức tiệc chúc mừng cho thủy sinh. Không ngờ ác mộng của bọn họ mới chỉ là bắt đầu. Buổi tối, mọi người trong thôn đang rất vui, mọi người đều uống say. Mà ở đằng khác, Tam Thúc Công không biết từ lúc nào đã ngủ say rồi. Khi ông ta tỉnh lại, phát hiện thủy quái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ông ta vội vã đi tìm, không ngờ lại bị thủy quái giết chết. Rất nhanh thủy quái đã đến bữa tiệc chúc mừng, ăn thịt hết tất cả những người đã uống say. Thủy Sinh và Hương Lan hẹn hò mới tránh được một mạng. Hôm sau, những người may mắn còn sống phát hiện người thân của mình đều chết rồi. Bọn họ đem tất cả những chuyện này đổ lên đầu Thủy Sinh. Vốn dĩ chỉ cần một người chết, chính là vì Thủy Sinh muốn đi trêu chọc thủy quái mới chết nhiều người như vậy. Trưởng thôn cuối cùng không chịu được nữa, ông ta nói người hại chết mọi người là sự hèn nhát và mù quáng của chúng ta. Cho dù chúng ta cầu xin hay là hiến tế, chúng ta một lòng cầu thái bình, cơ bản không có tác dụng gì. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải đoàn kết lại và quyết tâm diệt trừ thủy quái. Thủy Sinh hạ quyết tâm nhất định phải giết chết được thủy quái, thay cha và người thân báo thù. Anh ta cắt tóc để biểu thị sự quyết tâm, sau đó đưa tất cả những người còn lại một lần nữa chiến đấu với thủy quái. Thủy Sinh đưa vũ khí nhảy vào đáy sông, phát hiện đáy sông toàn là thi thể của con người. Rất nhanh thủy quái đã xuất hiện, nó một chân hất tung Thủy Sinh lên mặt nước, sau đó dùng khinh công lướt trên mặt nước nhảy lên thuyền. Sau khi trải qua trận đấu kịch liệt, tất cả mọi người đều chết dưới tay thủy quái. Thủy Sinh và Hương Lan thân bị trọng thương, không thể chuyển động được. Thấy thủy quái đang đi về hướng Hương Lan, Thủy Sinh cố gắng hết sức nhảy và bay lên cùng với thủy quái, sau đó dùng đầu mũi tên đâm thật mạnh vào thủy quái. Anh ta nhớ lại những người bị thủy quái hại chết, lúc này sự tức giận và ham muốn báo thù trong lòng anh ta hoàn toàn bộc phát. Mắt của thủy quái cũng bị Thủy Sinh đâm mù mắt, thủy quái đau đớn liều mạng dãy giụa chuẩn bị nhảy xuống dưới sông. Thủy Sinh đã làm mù mắt của thủy quái, anh ta ôm lấy thủy quái muốn ngăn nó nhảy xuống. Không ngờ cả hai cùng rơi xuống sông. Khi nước một khi đã xuống nước, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Hương Lan cảm thấy Thủy Sinh lành ít dữ nhiều rồi. Lúc đó mặt sông yên tĩnh lạ thường, đột nhiên đầu của thủy quái nổi lên trên mặt nước. Hương Lan vô cùng sợ hãi. Rất nhanh Thủy Sinh nhấc đầu thủy quái lên trên mặt nước. Lần này anh ta cuối cùng cũng báo thù được cho cha và mọi người trong thôn. Lúc này anh ta dường như thấy được mọi người trong thôn đang trên bờ chào đón anh Khải Hoàn trở về. Ở đó có đồ tể, còn có người cha đã chết nhiều năm. Lúc này anh ta cuối cùng trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Bộ phim này nói với chúng ta, gặp khó khăn không nên lựa chọn trốn tránh, vì trốn tránh cơ bản không giải quyết được vấn đề. Giống như Tam Thúc Công trong phim vậy, không hiểu biết và hèn nhát như ông ta đã hại chết cả một thôn làng. Nếu như các bạn thích video này, nhớ theo dõi tôi nhé.